Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video nhất của chúng tôi. Đây là ngôi đài nhà mình à. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video cũng vẫn là tiếp tục cuộc hành trình chuẩn bị những cái nan tre để chúng tôi làm lồng chim và làm nhà bằng tre. Đấy. Mấy em cùng theo dõi nha. Mày mình ngồi xuống đi. Thôi đi rồi. Cái gì? Vót tí tí á. Vót tí tí không, không cần để băng đâu. Đây. Chảy ra vót tí tí như cái nan chim ấy. Tí hơn, tí như cái nan chim ấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ để chiếc hiện tại này đây anh em nhé. Nửa cái nãy thôi, tì tì ấy. Em ngồi đây nhá. Bỏ khẩu trang xem nó. Bỏ ra. Mỗi chiều chéo ra. Ngồi nghiêng sang bên kia ấy. Nghiêng sang bên nét cũng được. Ngồi đối diện nó máy nó. Nữa đi, hẳn chân để hẳn ngang, chân để hẳn ngang sang bên đây. Ngồi thế là được rồi. Nhưng mà cứ mẹ cứ ngồi thế thì cứ sao.
Quang ơi, mỗi cái này đấy mới xê của ta tí, có cái chỗ nắng nhất thì tăng không. Là thôi tí thì nó chảy. Thôi thế tí thì nó chảy. Đi gì về ấy để xê chỗ khác nó nắng. Đấy, ngồi đang trước, ngồi đang sau cái tí nữa. Hay ngồi đang trước cái tí nữa. Con lấy dao, con lấy cho đây rồi. Dạ, con đi tát ra cá. Con lấy dao đây.
không đôi nón nó mù quá cùng. À xong rồi đem cho ta mới thanh nữa lại đấy chứ.
Hùng ơi, Hùng ơi, Hùng ơi. Có một cái nan này rồi hả? Mai mượn cái lưới của Dũng thế là quay ở cái chỗ cái góc góc nó chẳng ai đang ngồi quay nó rồng rồng ra quay làm gì quay lắc quay lưới xong lấy sao đập đấy mà Dũng thém thôi như có cả quả quả nè nó chạy có lưới lại mà ăn. Chúng tôi sẽ kết thúc cái video này đây anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.